Quang Linh chuẩn bị kỹ càng cho lôi con về Việt Nam, Thùy Tiên có hành động gây sốt với mẹ chồng. Gần đây, Quang Linh Vlog cũng như các thành viên trong team Châu Phi đã giới thiệu khá nhiều những món ăn đậm chất Việt Nam đến dân bản Angola và nhận được phản ứng tích cực từ bà con. Tuy nhiên, từ clip mới nhất được anh đăng tải trên kênh YouTube của mình, đặc sản quê nhà lại khiến người dân khá lúng túng khi ăn. Trong đó, phản ứng hoang mang cực độ của cậu bé lôi con cũng gây chú ý. Cụ thể, Quang Linh chia sẻ rằng lâu lâu cho anh em ăn uống theo phong cách Việt Nam nên đã luộc thịt và phở gói để mời mọi người làm ở trang trại dùng bữa trưa. Nói đoạn, anh thích thú khoe lọ mắm tôm mang từ nhà đi và cho anh em ngửi thử. Ai cũng tỏ ra khá bất ngờ. Chưa biết nên phản ứng thế nào với món ăn mới này. Việc trêu ghẹo lôi con đã thành thương hiệu của Quang Linh nên nhân lúc có cậu bé ở đây, anh cũng không quên cho em ngửi thử mắm tôm. Lúc này cậu bé liền lắc đầu xua tay, mũi nhăn lại nhưng vẫn vui vẻ nếm thử. Tuy nhiên, chàng trai xứ Nghệ lại không bỏ qua cơ hội mà tiếp tục đùa về nguyên liệu làm ra mắm tôm, khiến cậu bé rơi vào trạng thái hoang mang, bàng hoàng. Sau khi nấu xong xuôi các món, Quang Linh tiếp tục cho lôi con trải nghiệm món phở mắm tôm. Anh liên tục mời mọc cậu bé ngửi thử đặc sản quê nhà nhưng lại tiếp tục rêu. Cái này làm từ phân dê nhưng đã chế biến rồi, khiến em rất nghi hoặc với món ăn đậm mùi này. Để tạo lòng tin, nam YouTuber còn nếm thử một thìa cho lôi con xem. Song chính anh cũng phải lè lưỡi nhăn mặt vì mắm tôm khá mặn và có mùi. Ban đầu lôi con không hề có ý định sẽ nghe theo lời chú Linh nhưng cuối cùng cũng bị ép thử. Nỗi băn khoăn tràn đầy nhưng rồi cậu bé cũng dần làm theo và ăn được món mới này. Bên cạnh đó, anh cũng mang mắm tôm cho mọi người làm việc từ trang trại ăn thử nhưng có người ăn được, có người lại không. Dù sao thì với món phở mới mẻ, mọi người đã có một bữa trưa trọn vẹn và ngon lành. Vốn dĩ mắm tôm là gia vị khiến món ăn thêm đậm đà hơn nhưng lại không được lòng tất cả mọi người. Ngay cả ở Việt Nam, có người ăn rất hợp nhưng cũng có người không thể ăn được, đặc biệt là vì mùi hương của nó khá khó ngửi. Do đó, những biểu cảm hoang mang e ngại của cậu bé lôi con cũng như bà con Angola khi lần đầu được tiếp cận thứ đặc sản này là điều rất dễ hiểu. Theo dự định, sắp tới đây, lôi con sẽ cùng team Quang Linh về Việt Nam. Khán giả đang vô cùng háo hức mong chờ màn hội ngộ của Quang Linh, Thùy Tiên, lôi con sau bao ngày xa cách. Dù đã kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand International 2021, nhưng Hoa hậu Thùy Tiên vẫn đang tất bật với các dự án riêng và người hâm mộ luôn theo dõi từng bước chân của cô nàng. Vừa qua, Thùy Tiên và mẹ chồng Hòa Minzy đã có dịp gặp nhau tại một sự kiện. Trước đó, cả hai đã khiến khán giả được fan cười xỉu với màn xưng hô mẹ chồng con dâu vô cùng hài hước trên mạng xã hội. Cụ thể, mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục chia sẻ đoạn clip Hoa hậu Thùy Tiên ngồi bên dưới hàng ghế khán giả, đã chăm chú theo dõi tiết mục biểu diễn của mẹ chồng Hòa Minzy. Mặc dù là khách mời tham gia sự kiện với danh hiệu Hoa hậu, thế nhưng Thùy Tiên vẫn không giấu được sự cuồng Hòa Minzy khi say sưa hát theo các ca khúc mà nữ ca sĩ biểu diễn. Không những say sưa hát, Thùy Tiên còn liên tục đung đưa tay để cổ vũ cho Hòa Minzy, khiến khán giả rất thích thú. Tuy nhiên, sang đến các ca khúc sôi động thì Thùy Tiên nhanh chóng thay đổi sắc thái. Nàng hậu đã vô cùng hớn hở nhún nhảy trên nền nhạc tiết mục của giọng ca, không thể cùng nhau suốt kiếp. Chưa hết, sau khi biểu diễn xong, Thùy Tiên còn liên tục reo hò tên Hòa Minzy vô cùng đều cùng với các fan của nữ ca sĩ. Khoảnh khắc này đã khiến cộng đồng mạng cực kỳ thích thú. Bên dưới đoạn clip, ai nấy cũng đều khen ngợi hành động ủng hộ tiết mục Hòa Minzy của Miss Grand International 2021. Đồng thời, nhiều người còn cho rằng nữ ca sĩ đã có một nàng dâu xứng đáng đồng tiền bát gạo.